Đấu trường cho trận chiến thứ tư là một thành phố của loài người. Đó là London ở thế kỷ 19. Sở dĩ sàn đấu được thay đổi bởi nguyện vọng của đại diện bên nhân loại và đã được các vị thần phê duyệt. Kẻ đã yêu cầu được mô tả là độc ác nhất trong những kẻ độc ác. Trái tim hắn ngập tràn trong bóng tối. Kẻ gieo rắc sự sợ hãi lên toàn bộ thành phố London. Nỗi ám ảnh của gái bán hoa, sát nhân khét tiếng nhất lịch sử nhân loại, Jack the Ripper. Sự xuất hiện của tên sát nhân này làm dấy lên làn sóng phản đối trên khán đài. Tương lai của họ lại đặt trong tay một gã điên ư? Quá khứ của kẻ phản diện luôn ẩn chứa một câu chuyện buồn hoặc không? Jack thuộc dạng có. Jack the Ripper sinh ra và lớn lên tại một nhà thổ tại London, nước Anh. Mẹ của hắn là một gái bán bông có thâm niên. Hắn yêu mẹ rất nhiều và mẹ hẳn cũng thế. Ít nhất là hắn nghĩ vậy. Bà ta yêu thương Jack chỉ vì bố hắn là một người đàn ông giàu có. Nên khi nghe tin ông ta đã lấy vợ, Jack lại trở thành cái gai trong mắt bà. Jack lại không phải là một đứa trẻ bình thường. Hắn có thể nhìn thấy cảm xúc của đối phương thông qua màu sắc tỏa ra từ họ. Khi ấy màu của mẹ hắn đã không còn là màu vàng của tình yêu thương nữa, mà lại là màu đỏ của sự tức giận. Giống như bao kẻ từng trà đạp hắt hủi hắn vậy. Để giúp mẹ thoát khỏi thứ màu kinh tởm ấy, hắn đã tự tay chuyển bà sang màu tím của sự sợ hãi, cho đến khi chẳng còn màu nào nữa. Để kết thúc tấn bi kịch, Jack đã tìm đến kẻ đã gây nên mọi chuyện, cha của hắn, và giết ông ta. Và rồi truyền thuyết về tên giết người hàng loạt Jack the Ripper bắt đầu. Đối địch với con quái vật bệnh hoạn là một chiến binh quả cảm có thể dùng tay trần mà hoàn thành 12 chiến công vĩ đại. Khi hạ gục những con quái vật ghê tởm nhất, sứ thần của chính nghĩa, Hercules, một nhân vật được sự chào đón yêu thương của cả người lẫn thần. Khác với những vị thần trước, anh vốn xuất thân là một á thần, thời chưa được sắc phong. Hercules vốn nổi tiếng về tính hiệp nghĩa, chính trực không ai bằng tại thành Thebes. Mỗi tội thể chất hạn chế nên thường xuyên bị ăn hành. Tuy nhiên Hercules không bao giờ từ bỏ, cậu vẫn luôn thăm ngàn để giúp mình có ích hơn. Và rồi thời gian thấm thoát thoi đưa, Hercules đã trở thành thanh niên cao, to, khỏe mạnh, cường tráng hơn người. Và đó cũng là lúc mà tai họa giáng xuống đầu thành Thebes. Các vị thần quyết định trừng phạt nơi đây vì những tội lỗi của họ. Do Thebes thuộc lãnh thổ do thần Ares cai quản, nên ngài sẽ đích thân đến để dọn dẹp. Trước nguy cơ quê hương bị lĩnh án diệt vong, Hercules quyết định sẽ đối mặt với thần chiến tranh. Vì một người phàm khó mà địch lại nổi với một chiến thần như Ares, nên anh đã uống Ambrosia hay máu của thần Zeus. Nếu may mắn, anh sẽ có được sức mạnh cấp thần, nhưng nếu ngược lại thì anh sẽ chết. Sau cơn đau thống khổ, Hercules không chết và Captain Hy Lạp đã chính thức ra đời. Hercules tầm này đã sở hữu sức mạnh đến từ Zeus và sức mạnh đó sẽ giúp anh đánh bại Ares, rồi được thần Zeus phong là vị thần bảo vệ chính nghĩa. Quê hương của Hercules cũng được tha thứ. Việc phải đối đầu với tên sát nhân bẩn thỉu như Jack khiến anh phẫn nộ ra mặt. Nhân loại cũng vậy. Họ đã lùng sục Jack khắp nơi trong suốt thời gian hắn gây án. Họ từng khinh bỉ hắn đến cùng cực. Nay lại phải cổ vũ cho hắn để được sống. Nghĩ thôi đã thấy khó chịu rồi. Nhưng Jack chẳng để ý đến những tiếng la ó vào tai. Hắn đang mải miết suy nghĩ cách để hạ sát vị thần Hy Lạp. Hercules khuyên hắn nên từ bỏ và đầu hàng, nhưng Jack từ chối với vẻ lịch thiệp đến rợn người. Rồi hắn rút thần khí của mình ra, một cây kéo siêu to khổng lồ, một món vũ khí độc lạ nhưng cũng vô cùng sắc bén, để thể hiện sức mạnh ghê gớm của mình. Jack quyết định bỏ chạy trong sự ngơ ngác của Hercules và cả nhân loại. Trước sự hèn nhát đó của đối thủ, Hercules bèn đuổi theo. Khi đuổi kịp thì thần thấy Jack đang ngồi vô tư thưởng trà, quá nóng mắt. Hercules lao tới và sập bẫy, vô vàn dao kéo rơi xuống đầu Hercules. Tuy nhiên dao kéo bình thường thì không thể làm xây sát được một vị thần, dù không gây được một chút thương tổn nào cho đối thủ. Nhưng Jack vẫn rất điềm tĩnh kể cả khi bị Hercules áp sát. Hắn biết Hercules đánh cận chiến, nên hắn tiếp tục bỏ chạy, lần này bằng súng dây. Hercules đời nào lại để địch cứ vờn mình mãi như thế. Chỉ bằng một cái nhún chân, anh đã đuổi kịp Jack và vụt hắn bằng cây chùy. Jack giơ cây kéo ra đỡ, và cây kéo nứt vỡ. Thần khí hỏng rồi thì Jack chống Hercules làm sao đây? Jack vẫn ngoan cố, rút dao ngắn từ ra chém về phía vị thần. Tưởng không hại mà lại hại không tưởng. Những con dao găm thẳng vào người của Hercules. Điều gì đang xảy ra? Jack đã lừa tất cả mọi người. Thần khí của hắn không phải là cây kéo, mà là cặp túi đeo bên hông. Công dụng của nó là tạo ra những vũ khí sát thần nhưng với kích thước có hạn. Hắn ta đã thành công dắt mũi một vị thần, khiến cho các chư thần phẫn nộ và nhân loại cũng nhen nhóm một chút hy vọng, dù là họ không thích lắm. Thế trận chủ động đang nghiêng về phía Jack. Hắn liên tục thay đổi phong cách phi dao, dù không trúng tất nhưng vẫn gây tổn hại cho Hercules. Mặc cho làn mưa dao, chiến thần Hy Lạp thu hẹp khoảng cách để vung một chỉ đầy uy lực, nhưng Jack vẫn có đủ thời gian để đỡ đòn bằng một chiếc ô. Lúc này vị á thần mới bắt đầu xài tới kỹ năng của mình. Những hoa văn hình xăm của vị chiến thần dần lan khắp cơ thể. Tên gọi của nó là 12 chiến công của Hercules. Sức mạnh mở màn mà anh dùng là chiến công đầu tiên đến từ con sư tử Nemia. Dồn sức mạnh vào cây chùy đầu sư tử, Hercules tung một đòn uy lực cực kỳ ghê gớm về phía Jack. Hắn có cố đỡ đi chăng nữa thì cũng phải văng xa một đoạn. Với cơ thể phàm nhân tầm thường của Jack thì nát thây là rõ, nhưng thần kỳ thay là hắn chỉ tổn hại một cánh tay, và cái này hắn có thể tự chữa được. Jack bổn cũ soạn lại, ném dao liên tục khiến Hercules phải phòng thủ. Đó là cách để Jack đánh lạc hướng, để chuẩn bị cho một cái bẫy khác. Để kích hoạt cái bẫy đáng sợ này, Jack kéo những sợi dây cước chuẩn bị sẵn, và một cơn mưa dao dồn dập rơi xuống, va vào những sợi dây và đổi hướng, khiến Hercules không biết đường nào để đỡ, nhận thương tổn không hề nhẹ. Để thay đổi cục diện, vị chiến thần phải sử dụng đến chiến công thứ 6 mang sức mạnh của chim Steamfail, biến cây chùy thành một cây quạt lớn hình chim.
quạt ngược mớ dao của Jack bay về phía hắn. Sự điên loạn của Jack bây giờ mới thực sự lên đến cao trào. Hắn yêu thích sự đẹp đẽ trong màu của cái chết. Hắn muốn biết màu vàng kiên định của Hercules liệu có biến đổi thành màu sắc tăng tóc khi anh ấy chuẩn bị lìa đời hay không. Nhưng mà khó. Hercules liên tục dí sát và dồn ép hắn. Jack giờ dùng súng bắn móc cũng khó. Hercules tấn công dồn dập, hạ đổ tháp đồng hồ Big Bang nơi Jack đang lẩn trốn. Rồi bật chiến công thứ 7, sức mạnh của bò mộng Creed sẵn sàng cho tên xảo trá kia một trận ra thầy ra trò. Trong lúc ngàn cân đang treo sợi tóc, Jack liền tháo mặt đồng hồ ra quẳng về phía Hercules. Hercules giơ tay ra đỡ và mặt đồng hồ làm cánh tay chiến thần đứt lìa. Hercules lại bị lừa. Thần khí thực sự của Jack là chiếc găng tay biến mọi thứ nó chạm vào thành vũ khí sát thần. Được biến đổi từ cô bé Valkyrie Herlock, Jack dắt mũi Hercules hết lần này đến lần khác. Nhưng vị thần công lý không biết từ bỏ là gì. Và màu sắc của Hercules vẫn là một màu vàng tươi rói rói, màu của tình yêu thương vô bờ bến dành cho nhân loại. Dù con người có xấu xa đến đâu thì Hercules vẫn yêu thương họ hết mức. Vậy nên anh phải thắng trận này để có thể cầu xin thần linh cho con người một cơ hội. Với quyết tâm ấy, Hercules tung ra chiêu mạnh nhất của mình. Chiến công thứ 12, địa ngục khuyển ba đầu, Cerberus. Lúc này trên trời xuất hiện ba cái đầu chó khổng lồ. Chúng lần lượt bám vào cơ thể của Hercules, tạo cho anh một nhân dạng hoàn toàn mới. Nhưng đây cũng là một đòn liều mạng, vì vốn những kỹ năng chiến công đã gây tổn thương cực nặng lên chủ sở hữu. Sử dụng đến chiến công mạnh nhất thì mức sát thương sẽ tăng lên gấp bội. Nếu không nhanh chóng hạ Jack thì người gục ngã sẽ là Hercules. Không chần chừ thêm, Hercules liền lao đến với tốc độ kinh hoàng, tung ra những cú đấm hủy diệt. Jack vơ lấy mọi thứ có thể để chống đỡ, khiến hắn dần bị lâm vào thế bí, muốn bỏ trốn nhưng không được. Và rồi Jack bị nện cho một quyền, đâm thẳng xuống hàng rào và bị viên một lỗ ở bụng. Jack vẫn ra sức phản kháng, biến áo choàng thành vũ khí, cắt đứt tòa nhà phía sau, thứ mà hắn đã sớm chạm vào để rồi cho nó đổ ập vào Hercules. Cơ mà trời ơi, tòa nhà đó làm sao mà đủ để hạ gục được chiến thần Hy Lạp? Trước màu sắc tình yêu chân chính của Hercules, Jack càng thêm khao khát được vấy bẩn ngài cho bằng được. Hai bên chuyển sang mục cận chiến để phân định thắng thua. Hercules thì cơ thể bị bào mòn bởi trạng thái Cerberus, chỉ còn một tay để chiến đấu. Jack thì cơ thể rệu rã nát nhừ và có một lỗ ở bụng. Và rồi cuối cùng, Jack lấy cây hàng rào sắt lúc trước đâm về phía Hercules và hắn đâm trượt. Thế là Hercules trả cho hắn một đòn chí mạng. Cứ ngỡ Jack chân đi lạnh toát rồi, nhưng hắn lại một lần nữa lồm cồm bò dậy. Hắn lao đến Hercules cùng thanh sắt, lại đánh trượt và lại bị trả đòn. Liệu đây có phải cái kết không? Jack lao đến dùng tay đâm xuyên người Hercules. Hắn đã biến chính máu từ vết thương của mình thành thần khí cho đòn này. Bây giờ Hercules đã thừa nhận Jack thực sự là một kẻ mạnh. Còn Jack thừa nhận mình đã thua. Vì dù đến phút cuối cùng, màu vàng rực rỡ của Hercules vẫn không suy chuyển. Vị chiến thần Hy Lạp ôm lấy gã đổ tể vào lòng. Dù hắn hay bất cứ nhân loại nào bẩn thỉu đến đâu, thì anh vẫn yêu thương tất cả. Trong sự tiếc thương của tất cả các vị thần, người và cả những Valkyrie, khao khát giải cứu nhân loại đành gửi lại cho Brunhilde. Cuộc chiến thứ tư kết thúc, chiến thắng thuộc về kẻ sát nhân Jack the Ripper. Tỷ số hiện tại đang là 2-2, là kẻ chiến thắng trong cuộc đấu bảo vệ nhân loại. Nhưng Jack bị chính nhân loại căm ghét và chối bỏ. Lạ thay, hắn lại chỉ coi đó như một lời ca tụng rồi cứ thế tạo dáng cảm ơn. Zeus đã không thể giữ được bình tĩnh sau thất bại thứ hai này. Ngài tuyệt đối sẽ không cho phép lũ người phàm được phép vượt qua các vị thần. Sức mạnh đáng sợ của nhân loại khiến Loki nghi ngờ. Vị thần lừa lọc cho rằng sức mạnh của nhân loại không chỉ đến từ thần khí. Loki cho rằng trong hàng ngũ những chư thần có nội gián. Và kẻ mà Loki nghi ngờ chính là Thích-ca aka Phật Tổ. Loki cho rằng Phật Tổ đã sử dụng nhất liên thác sinh, một kỹ thuật để lén búp sức mạnh cho nhân loại. Cả hai bắt đầu kèn cựa nhau và sẵn sàng làm một trận combat ngay và luôn. Sau đó còn có sự góp mặt của Thất Phúc Thần, thậm chí cả đấu sĩ đã hạ Poseidon. Sasaki Kojiro cũng muốn tham gia, và một đại diện nữa của nhân loại, Okita Soji, tệp đính kèm cũng xuất hiện. Cả đám đang hỗn loạn thì thần Zeus cùng Odin đã xuất hiện ngăn màn ẩu đả. Ngài cho rằng đây không phải lúc để xào xáo nội bộ giữa các thần. Sau màn thị uy sức mạnh của Odin, cả đám giải tán. Zeus không quên dằn mặt, gửi một ánh nhìn hình viên đạn cho Đức Phật. Thích Ca cũng chẳng mảy may ngán ngẩm gì, không có gì có thể ép ngài phải quy phục cả, bởi ngài là thiên thượng thiên hạ, duy ngã độc tôn. Trở lại với sàn đấu Ragnarok, trận đấu thứ 5 sắp được diễn ra. Đại diện cho phía nhân loại là một võ sĩ sumo được mệnh danh là đô vật vô song. Vì sức mạnh quá lớn nên người này đã bị cấm sử dụng một số chiêu thức, nhưng trong suốt 20 năm, chẳng có ai có thể xóa được vị trí độc tôn của ông. Vị võ sư sở hữu những múi cơ đẹp ngất ngây, ôi chết điếng lòng người. Tên của nhân vật này là Raiden Tamimon. Ông sinh ra tại Shinano vào một ngày tháng giêng năm 1767. Khác với những đứa trẻ khác, Raiden dù đã 3 tuổi nhưng ông vẫn chẳng thể đứng được. Lý do đến từ khối cơ bắp khủng khiếp của ông. Nếu cứ cố gắng di chuyển, nó sẽ gây sức ép khiến xương của ông gãy vụn. Cứ ngỡ rằng Raiden sẽ bị giết chết bởi chính lời nguyền sức mạnh của mình. Nhưng trời không tuyệt đường sống của ai. Cơ thể của ông đã tự giải quyết vấn đề nhiều cơ bằng việc tạo ra những sợi cơ mới, hay còn gọi là bách ấn, giúp ông trở nên cứng cáp hơn bất cứ ai. Niềm đam mê sumo đã nhen nhóm trong Raiden từ khi mới 5 tuổi. Sức mạnh của ông khiến cho bọn trẻ trong vùng không ai dám chơi cùng. Vì thế Raiden đã từng căm hận sức mạnh này. Nhưng mẹ ông thì luôn tin tưởng rằng sức mạnh của ông sẽ đưa ông đi xa, giúp đỡ mọi người. Raiden lớn lên và trở thành một chàng trai tốt bụng được già yêu trẻ quý. Nhưng rồi vụ phun trào núi lửa Asama làm mùa màng thất thu, khiến quê hương của Raiden ngập trong đói kém. Raiden lúc này bèn khăn gói đến Edo để trở thành một võ sư sumo chuyên nghiệp, mong gửi tiền về làng cho bà con đỡ khổ. Nhờ quá trình không ngừng trau dồi với các bậc thầy trong ngành, Raiden trở thành một võ sĩ đánh đầu thằng đó.
gửi tiền về cứu đói cho làng xưa. Sức mạnh quá áp đảo khiến ông trở thành một con quái vật trong mắt các võ sĩ khác. Nhưng khi nhận thấy mình đã đi sai đường mẹ dặn, Raiden quyết định giải nghệ trong núi tiếc. Vì sau hơn 20 năm thượng đài mà chưa từng một lần tung hết sức, đó là profile của đại diện phía loài người. Còn đại diện cho chư thần đối đầu với Raiden là một đấng toàn năng với sở thích tạo dựng rồi lại phá hủy rồi lại tạo dựng. Đơn giản vì ngài sẽ nghiền nát bất cứ thứ gì ngài không ưa. Vị thần đến từ xứ sở Ấn Độ, Shiva, hàng ngàn năm trước, ở Ấn Độ đã tồn tại hàng ngàn vị thần. Mỗi vị lại sở hữu những sức mạnh khác nhau. Họ thường xuyên đấu đá để tranh giành quyền lực, nhưng mãi chẳng tìm ra ai là minh chủ. Tại một hòn núi hẻo lánh, có hai vị thần vô danh là Rudra và Shiva. Một người thì chăm chỉ luyện tập, còn một người thì chỉ đam mê nhảy múa. Một ngày đột nhiên Rudra nuôi chí lớn, quyết đánh bại tất cả các vị thần để thống lĩnh toàn cõi ấn thần. Tuy không có hứng thú nhưng Shiva vẫn đồng ý đi cùng. Đơn giản vì làm gì cùng Rudra cũng vui. Thế là hành trình chinh phạt của họ bắt đầu. Trải qua không biết bao nhiêu trận chiến, họ đã tạo nên một lịch sử trước giờ không ai làm được. 1115 vị thần đã bị hạ gục dưới tay họ, nhưng đỉnh cao chỉ dành cho một người duy nhất. Cùng nhau, Shiva và Rudra đã tạo ra một cuộc chiến vĩ đại nhất Ấn Độ. Nhưng cuộc chiến dẫu khốc liệt đến đâu rồi cũng đến hồi kết. Kẻ thắng cuối cùng là Shiva. Từ đó người trở thành thủ lĩnh, mang cho mình sức mạnh vĩ đại nhất của giới ấn thần. Sàn đấu của trận thứ 5 được set up theo mô hình của một sàn đấu sumo, một võ đài quá tuyệt dành cho hai đấu sĩ dùng cơ bắp để chiến đấu. Sau nghi thức rắc múa truyền thống, Raiden liền vào thế sẵn sàng nhập cuộc, rồi tung ra một cú song cước thẳng vào mặt vị thần Ấn Độ. Trong khi Shiva vẫn chưa đặt trọng tâm vào cuộc chiến, tuy bị đẩy lùi chục thước nhưng vị thần Ấn Độ vẫn có thể trụ vững, không để cho đối thủ kịp thở. Raiden tiếp tục áp sát ra đòn, và chỉ sau hai cú đòn, ông đã khiến vị thần phải khuỵu gối. Tuy nhiên đến đòn lên gối tiếp theo, thì Shiva đã kịp sử dụng lợi thế ba cánh tay để đỡ đòn, rồi phản công bằng hai cú móc vào bụng của Raiden. Trận chiến dù mới khai màn nhưng đã thực sự căng thẳng. Lúc này Raiden mới bắt đầu giải phóng sức mạnh thực sự của mình. Những múi cơ cứ thế phình to ra. Nếu cứ bỏ mặc nó phát triển như vậy, cơ thể ông sẽ phát nổ. Đó là lúc sức mạnh của thần khí được phát huy. Valkyrie hợp sức với Raiden là Thrud, nữ á thần khổng lồ biến thành dây đai sumo, có khả năng kiềm chế sự bộc phát của các khối cơ, nhưng đồng thời cũng tối đa hóa sức mạnh của nó. Sau khi mở bách ấn, Raiden liền lao đến, vận sức tung một cú đấm cực mạnh về phía đối thủ, khiến cho Shiva dùng hết bốn tay của mình chống đỡ nhưng vẫn bị hất văng ra. Tiếp nối lợi thế, đại diện của nhân loại tiếp tục tung ra những cú đấm cực nặng, rồi kết thúc đối thủ bằng đòn cúc nhất văn tự. Chẳng có nhẽ trận này loài người lại ao trình so với thần linh. Nhân loại nghĩ vậy, Valkyrie nghĩ thế, còn Shiva thì không nghĩ thế. Sau khi phản lại cú húc đầu của Raiden bằng chiêu thiết đầu công, vị thần Ấn Độ dùng lợi thế từ bốn cánh tay của mình trả lại toàn bộ những cú đấm từ trước đó đã nhận từ phía võ sĩ sumo. Nhưng rồi tất cả cũng chỉ khiến cho đấu sĩ phe nhân loại thêm nóng máu. Ông nắm lấy một cánh tay của Shiva rồi dồn hết cơ bắp để bẻ gãy nó, giảm số cánh tay của ngài xuống còn 3. Các vị thần bắt đầu run sợ, nhưng các vị thần Ấn Độ lại không quá lo lắng, vì họ tin vào sức mạnh của Shiva. Sức mạnh đến từ nắm đấm chứa đựng linh hồn của 1116 linh hồn của giới ấn thần sẽ lật ngược thế cờ. Trước lòng tin và sự cổ vũ nhiệt tình của khán giả nhà, Shiva dồn thêm uy lực vào cú đấm, nhưng do mất một cánh tay nên cơ thể đã mất thăng bằng. Những cú đòn đều mất đi độ chuẩn xác, đã thế còn khiến cho Shiva lộ thêm nhiều sơ hở, tạo điều kiện cho Raiden dễ dàng né đòn, rồi tung cú đấm về phía ngài. Những cú đánh của đấu sĩ sumo cứ thế tung ra thẳng vào mặt của vị thần. Không để mình quá thua thiệt, chỉ với một cú đấm thôi cũng đủ để Shiva khiến cho Raiden cảm thấy xây sầm mặt mày, thấy đấm đá lâu cũng nhàm. Cả thần và người nắm đầu nhau, tung đòn thiết đầu công đọ độ cứng của hộp sọ. Những cú đập chan chát khiến nhiều khán giả cảm thấy rợn người. Kết thúc màn đụng độ, thần Shiva chuyển sang phong cách chiến đấu mới. Trong tiếng gào thét đầy phấn khích của những vị thần Ấn Độ, Shiva bắt đầu nhảy điệu của mình. Những bước di chuyển linh hoạt cùng tốc độ nhanh đã giúp vị thần hủy diệt tạo lợi thế trước Raiden. Ngài có thể vừa tấn công đồng thời cũng dễ dàng né đòn công kích từ đại diện của nhân loại. Thế trận hoàn toàn thuộc về vị thần. Nhịp độ nhảy càng cao thì tốc độ đòn đánh càng nhanh và những nắm đấm dần có sức nặng. Raiden chỉ còn biết gồng mình chống đỡ. Cơ bắp của vị võ sĩ sumo ngày một phình to, vừa để phòng ngự vừa để chờ thời phản công. Nhưng lớp phòng ngự kiên cố đến mấy cũng có lúc đổ vỡ. Sau những bước nhảy, Shiva đã tự khiến cơ thể của mình bùng cháy, rồi sử dụng nó để tạo ra một cú cước từ trên xuống, sinh ra một đường lửa có độ nóng khủng khiếp, gây ra một vết bỏng dọc cơ thể của đấu sĩ loài người. Tình hình đang vô cùng tình hình với nhân loại, khuôn mặt ai nấy đều rất căng. Nhưng hội anh em của Raiden cũng giống tổ đội thần Ấn Độ, rất tin tưởng vào đấu sĩ của họ. Đáp lại cổ động viên của mình, Raiden quyết định tung ra con át chủ bài mà ông vẫn đang giấu. Một đòn thế hết sức cơ bản nhưng uy lực của nó thì miễn bản. Raiden vào thế đứng sẵn sàng, nhanh chóng di chuyển cơ bắp, dồn toàn bộ sức mạnh vào cánh tay và bàn tay để thực hiện tuyệt kỹ đẩy mở lòng bàn tay với uy lực khủng khiếp mang tên Bát Chỉ Ô. Đòn càng mạnh, dư chấn lên cơ thể của chủ sở hữu càng cao, các múi cơ bị xé toạc liên tục xịt máu. Với tình trạng hiện tại thì cơ thể của Raiden còn đứng được là đã là một kỳ tích rồi đấy. Tuy nhiên ông vẫn muốn nhiều hơn thế. Đại diện của nhân loại còn muốn Thrud di chuyển cơ bắp của mình nhanh hơn nữa, bất chấp việc đó có thể khiến cơ thể lẫn nội tạng của ông thành một đống bầy nhầy. Nhưng Raiden không quan tâm điều đó, bởi đây là lần duy nhất ông có thể chơi hết sức mình với sumo, thứ đã chối bỏ ông suốt cả cuộc đời. Sau đòn tấn công cực mạnh của Raiden, Shiva dù vẫn đứng dậy nhưng hai cánh tay đã đứt lìa và cơ thể thì chi chít vết thương. Với tình hình hiện tại, thần hủy diệt buộc phải vượt qua giới hạn bản thân mới có thể hạ được tên võ sĩ sumo đối diện. Shiva tự kích thích nhịp tim nhanh hơn, rồi nhảy múa cho đến khi cơ thể hoàn toàn tan biến, mở ra trạng thái luân hồi, võ dũng khôi trần.
Trong khi đó Raiden cũng lập tức vào thế chuẩn bị, sẵn sàng tiếp chiêu vị thần bất cứ lúc nào. Cả hai lao vào nhau với khát khao chiến thắng để đền đáp niềm tin của những người và thần đứng sau họ. Sau một vài chiêu thức qua lại, Raiden và Shiva đều hiểu đã đến lúc họ tung đòn quyết định. Raiden thêm lần nữa vận hết sức mạnh vào lòng bàn tay để tung tuyệt kỹ Bát Chỉ Ô, còn Shiva tiếp tục nhảy múa để thực hiện chiêu thức Tất Sát Địa Thiết Viêm Vũ. Khoảnh khắc gót chân Shiva va vào bàn tay của Raiden đã khiến nửa cánh tay của vị sumo tan nát. Tuy nhiên Raiden vẫn không chịu gục ngã. Ông cảm ơn Shiva vì đã cho mình cơ hội được chiến một lần phun lực và yêu cầu Thrud hãy thoát khỏi mình để đảm bảo tính mạng, nhưng Valkyrie đã từ chối và muốn chết cùng ông. Sau cú đá làm bay thủ của Raiden, Shiva đã phải thừa nhận kẻ đối diện bằng cách gọi tên của đấu sĩ, đó là Raiden Tamimon. Thân xác của Raiden tan vỡ, báo hiệu kết thúc của cuộc chiến thứ 5. Chiến thắng thuộc về thần hủy diệt Shiva trong 11 phút 16 giây. Tỷ số hiện tại là 3-2 nghiêng về phía các vị thần. Để tiễn biệt người anh em, các võ sĩ sumo đồng loạt thực hiện động tác dậm chân truyền thống của môn võ họ cùng theo đuổi. Còn Shiva, vị thần vốn ủng hộ hết mực việc tận diệt con người, cuối cùng cũng đã thừa nhận rằng con người cũng rất ra gì và này nọ. Ở một nơi nào đó ngoài đấu trường, Zeus đã tìm đến Thích Ca, yêu cầu ngài làm vị thần tiếp theo ra trận không một chút phản đối. Thích Ca đồng ý sẽ đại diện trong trận đấu thứ 6. Còn gì chớ trêu hơn khi người đã cứu rỗi nhân loại khỏi bể khổ, soi đường chỉ lối cho họ thoát khỏi bóng tối dục vọng, nay lại phải tham gia chiến đấu để đưa chúng sinh vào con đường tận diệt. Tuy nhiên vừa mới được giới thiệu ra sàn đấu, Thích Ca lại di chuyển sang phía của nhân loại. Trong sự ngơ ngác của cả thần lẫn người, để giải thích cho hành động này của mình, Thích Ca đã lấy chiếc kèn kiêm mic của Heimdall, mạnh dạn tuyên bố: "Ta, Thích Ca, đại diện cho nhân loại, người sẽ cứu rỗi loài người. Kẻ nào không phục, giết không tha." Lời tuyên bố của Thích Ca đã chạm vào cơn tức giận của các vị thần, báo hiệu một trận chiến không khoan nhượng sẽ xảy ra. Đại diện của phe thần sẽ là ai? Trận chiến sẽ diễn ra như thế nào? Hãy đón chờ phần sau rồi sẽ rõ. Và bây giờ, tôi Quản Quại xin chào và hẹn gặp lại.